Hai mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và vui khỏe. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm bánh da lợn nhiều lớp, nhưng mình không cần hấp, cũng không tráng nồi hơi luôn. Cách làm thì rất là dễ mà ăn lại rất ngon, bánh vừa thơm vừa béo. Và đây là nguyên liệu của heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm với heo nha. Trước tiên, heo cho vào thau 100g bột năng. Và hôm nay bánh da lợn heo làm sẽ là hai màu, đó là màu xanh lá dứa và màu nước cốt dừa. Tiếp tục, heo cho vào 50g bột gạo, 50g đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Giờ heo sẽ trộn cho bột và muối đường nó hòa lại với nhau. Và đây là nước cốt dừa đậm đặc, heo cho vào 350ml và heo sẽ cho từ từ để mình hòa cho bột nó tan ra. Rồi heo cho hết phần nước cốt còn lại luôn. Bây giờ thì mình sẽ khuấy đều tay cho đến khi nào bột của mình tan và mịn. Heo thì làm nước cốt dừa đậm đặc, nếu như cả nhà không có nước cốt dừa, mình làm với nước lọc cũng ngon nha. Hoặc là sữa tươi không đường cũng được nữa. Và bây giờ bột của heo đã mịn rồi, heo sẽ để cho bột nghỉ. Tiếp tục, heo sẽ đi pha bột màu lá dứa, heo cũng cho vào đây 100g bột năng, 50g bột gạo, 50g đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Lượng bột và lượng nước cũng như nhau. Và đây là nước cốt lá dứa, heo cho vào đây 200ml. Nếu cả nhà thích màu xanh đậm thì mình lựa lá dứa già, còn nhạt hơn thì mình lựa cái lá vừa nha. Heo cũng sẽ khuấy đều tay cho bột nó hòa tan. Bột bây giờ đã tan ra, nhưng để cho màu xanh lá dứa của mình nó được thơm béo hơn, heo cũng cho vào đây 150ml nước cốt dừa. Như vậy tổng lượng nước là 350. Bột bây giờ đã hoàn toàn mịn, heo sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Bột màu lá dứa heo sẽ cho dầu ăn vào để khi mà mình làm bánh, bánh sẽ dễ tróc hơn. Còn cái bột mà màu nước cốt dừa thì nó đã có dầu dừa trong đó rồi, cho nên heo sẽ không cho dầu thêm. Bây giờ mình sẽ để bột nghỉ 15 phút nha. Hôm nay heo sẽ làm bánh da lợn bằng chảo chống dính. Heo cho vào đây một xíu dầu, mình sẽ thoa dầu đều chảo cho dầu nóng lên. Và dầu heo dùng là dầu dừa. Nhà không có dầu dừa, mình dùng dầu ăn bình thường cũng được nữa. Còn đây là cái que tre thần kỳ, heo để tráng bánh xong heo lấy ra nè. Chảo dầu của mình nóng lên rồi, bây giờ heo sẽ dùng giấy ăn lau bớt phần dầu ở trên mặt. Chảo đã ráo dầu rồi, bây giờ thì heo sẽ cho bột vào. Và heo sẽ cho tầm 2 giá, giá này là giá ăn lẩu, để cho cái bánh da lợn của mình nó có cái độ dày vừa phải. Rồi bây giờ heo sẽ lắc nhẹ, lắc đều tay cho bánh của mình tráng đều dưới đáy chảo nha. Vậy là được rồi, cả nhà thấy không? Bánh của mình nó lụp bụp bong bóng kìa. Bây giờ heo sẽ để nắp lại tầm khoảng 20 giây. Sau 20 giây heo mở nắp ra, giờ bánh của heo đã trong, đã chín rồi nè. Heo sẽ dùng cái cây trộn bột của mình và cái đũa tre thiên thần của heo để lấy bánh ra nha. Dễ lắm, mình khều nhẹ mình dở bánh lên là tróc ra hả? Sẽ cho bánh ra cái thớt, và cái thớt heo đã bọc bằng bọc thực phẩm rất là sạch rồi. Mình chỉ cần để nhẹ bánh ra như vậy là xong. Tiếp tục, heo sẽ tráng cái bánh màu xanh lá dứa. Trước khi tráng, cả nhà nhớ khuấy đều bột của mình trong thau lên. Cũng thao tác lắc xoay, hoặc là tay mình vừa cầm chảo rồi mình hát bài Ồ sao bé không lắc. Vừa làm bánh vừa phục vụ âm nhạc cho ông Táo luôn. Rồi, bánh đã dính chảo rồi, bây giờ heo sẽ đậy nắp lại và mình sẽ nướng bánh ở lửa nhỏ nha. Bánh da lợn mình tráng bằng chảo như vậy nè, nó sẽ có một cái mùi thơm của bánh nướng, ngon lắm. Bánh của heo đã trong, đã chín rồi, bây giờ heo cũng sẽ lấy bánh ra nha. Nhà thấy heo lấy bánh có dễ không? Rồi, tiếp tục, heo sẽ phủ cái bánh lớp màu xanh lên cái bánh màu trắng. Mình cứ thao tác một lớp màu xanh, một lớp màu trắng cho đến khi hết bột nha. Đây là cái bánh cuối cùng của heo nè. Càng về sau thì bột của mình nó được ngâm lâu. Bánh của mình rất là ngon luôn. Bóng mà vừa mịn nữa.
Rồi, như vậy là heo đã hoàn thành xong cái bánh da lợn. Thành phẩm của heo là đây. Bây giờ heo sẽ cắt ra cho cả nhà xem nha. Cái dao heo cũng bọc bằng bọc thực phẩm lại cho nên cắt bánh dễ lắm. Đây, cả nhà xem nè, chỉ là ngoài rìa bánh thôi, nhưng mà nhìn bánh rất là đẹp luôn. Heo sẽ tiếp tục cắt cho hết phần bánh của mình luôn cho cả nhà xem nha. Mình làm bánh da lợn theo cách này á, bánh cũng không bị tách lớp nữa, nó kết dính lại rất là chặt. Cái đường gân bánh của heo hơi nhỏ vì heo á đổ có 2 giá bột ha. Ví dụ như cả nhà muốn ăn cái bánh á, đường gân dày hơn á, thì mình thêm 1 giá nữa. Tùy thuộc vào chảo của mình số lớn hay số nhỏ mà mình đổ theo độ dày ý thích của mình. Bánh của mình rất là mềm. Để heo cớp lại cho cả nhà xem độ dẻo nha. Rồi heo sẽ cắt ra dĩa để mời cả nhà luôn. Rồi bánh da lợn heo đã cắt ra dĩa xong. Heo thì làm màu lá dứa, nếu cả nhà thích làm màu vàng, màu đỏ thì mình làm nha. Còn bây giờ heo sẽ xé miếng bánh da lợn ra cho cả nhà xem. Nhà cả nhà thấy không, bánh của mình kết dính rất là chặt nhưng mà rất là dễ tróc. Thích cảm giác á, mình ngồi mình gỡ từ miếng mỏng như này, mình tách cái lớp nó ra mình ăn ngon lắm. Được một cái nữa là bánh của mình nó rất là dai mềm, để tới ngày mai cũng không bị cứng. Heo gỡ cho cả nhà xem, mà nãy giờ heo ăn gần nửa cái luôn rồi nè. Heo thích cảm giác á, cầm miếng bánh da lợn mình lột từng lớp mỏng ăn ngon lắm. Bây giờ heo sẽ bẻ nguyên một khối này ra cho cả nhà xem và mời cả nhà thưởng thức bánh với heo nha. Cảm giác đầu tiên khi ăn bánh thì bánh của mình nè, dai, mềm và nó có cái độ hơi giòn giòn nữa. Bánh thì ngọt vừa phải, thơm của lá dứa, béo của nước cốt dừa. Đặc biệt á, là mình tráng trên chảo như vậy nè, nó có mùi thơm gần gần như bánh nướng á, ngon lắm. Cách làm thì rất là dễ luôn, nguyên liệu thì cũng dễ tìm nữa. Chỉ cần 200g bột năng, 100g bột gạo là mình chia ra thành được 2 màu rồi. Với lại thêm có 100g đường hà, nếu như cả nhà ăn ngọt hơn thì mình thêm chút xíu đường nữa. Còn màu sắc thì mình làm theo màu của mình yêu thích là được hà. Mình làm bánh da lợn theo cách này ở nhà, chưa đầy 1 tiếng nữa là mình có bánh ăn rồi, lại an toàn cho sức khỏe nữa. Cả nhà hãy làm thử cho gia đình mình thưởng thức nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ thật là nhiều sức khỏe. Thích video xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với bánh da lợn nhiều lớp kiểu mới này nha.